lời World Cup với tâm thế ngẩng cao đầu. Hôm qua 31 tháng 7, tại buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá hết mình ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng World Cup 2023 dù đối thủ Hà Lan cực mạnh. Trong khi Hà Lan còn nguyên động lực chiến thắng để vượt qua vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam cũng có mục tiêu thi đấu hết mình, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ trước khi rời New Zealand. Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ với giới truyền thông. Đội tuyển nữ Việt Nam không còn cơ hội đi tiếp nhưng sẽ không buông xuôi. Toàn đội đã họp, rút kinh nghiệm và hứa chơi hết mình ở trận gặp Hà Lan. Đội tuyển nữ Hà Lan rất mạnh. Họ đang là đương kim Á quân World Cup. Hà Lan đang cần đua hiệu số để vào vòng trong. Điều này có nghĩa chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn, phải nỗ lực hết mình. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng cho rằng thất bại 0-6 của đội nữ Philippines trước Na Uy tại World Cup 2023 đã chứng tỏ trình độ giữa bóng đá nữ Đông Nam Á với thế giới còn khoảng cách xa. Ông phát biểu, bóng đá ở Đông Nam Á vẫn là vùng trũng. Chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận như vậy. So với châu Á, chúng ta thua một bậc còn ra thế giới chúng ta thua xa. Đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn như World Cup 2023 đã là thành công. Về lực lượng và lối chơi ở trận đấu với Hà Lan, huấn luyện viên Mai Đức Chung bật mí, vấn đề nhân sự, ban huấn luyện thống nhất ai sẵn sàng về tinh thần và khỏe mạnh về thể chất sẽ được ưu tiên ra sân trước. Có một số cầu thủ lớn tuổi, đá ở trận lớn như vậy e rằng không đủ sức sẽ gặp nhiều khó khăn. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải tính toán kỹ càng về lực lượng, có một số thay đổi trong trận đấu với Hà Lan. Chúng tôi yếu hơn đối thủ, phải đá phòng ngự, nếu đá sòng phẳng thiên về tấn công sẽ gặp khó khăn. Ban huấn luyện tin tưởng các cầu thủ sẽ thực hiện đúng đấu pháp, cống hiến một trận đấu chia tay không hổ thẹn. Tiền đạo Phạm Hải Yến nhấn mạnh, tôi luôn sẵn sàng ra sân bất cứ trận nào. Đá chính hay dự bị cũng cố gắng thể hiện hết khả năng. World Cup là sân chơi lớn. Tôi vinh dự tự hào học hỏi được nhiều điều từ các nền bóng đá phát triển. Chúng tôi sẽ cố gắng truyền đạt lại cho đàn em để bóng đá Việt Nam nhanh chóng phát triển, hòa nhập với thế giới. Trong khi đó, huấn luyện viên Andries Jonker của đội Hà Lan chia sẻ, Hà Lan sẽ chơi tấn công. Trong bóng đá, tôi không nói trước được điều gì. Chúng tôi có mục tiêu chơi hay, chơi cống hiến, truyền cảm hứng. Hà Lan muốn thắng mọi trận đấu với Việt Nam cũng vậy. Chúng tôi đã tìm hiểu, phân tích kỹ về đội tuyển nữ Việt Nam. Tôi coi trọng mọi trận đấu, bởi đích đến của chúng tôi là chiến thắng. Đội tuyển nữ Việt Nam rất chất lượng, hệ thống phòng ngự rất chắc chắn. Ở trận gặp đội Mỹ và Bồ Đào Nha, đội Việt Nam đã không để đối thủ ghi quá nhiều bàn thắng. Chúng tôi tôn trọng đội tuyển nữ Việt Nam nhưng sẽ cố gắng ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24h News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.